2022, thành phố Cần Thơ lần đầu tiên đăng cai tổ chức liên hoan nâng ca tài tử quốc gia lần thứ 3 với sự tham gia của 21 tỉnh thành phố. Liên hoan nhằm khắc họa nét đặc sắc độc đáo của nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ, cổ vũ việc bảo tồn và phát huy phát triển tinh hoa nghệ thuật dân tộc. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, thành phố Cần Thơ được tổ chức từ năm 2012 đến nay với quy mô ngày càng lớn. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022 tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Mời bạn đến với thành phố Cần Thơ để cùng trải nghiệm một lễ hội hoành tráng, độc đáo và thưởng thức hương vị hấp dẫn của hơn 200 loại bánh dân gian Nam Bộ đặc sắc. Trong tháng 4 này, tại thành phố Cần Thơ cũng diễn ra hai sự kiện quan trọng: lễ khánh thành đền thờ vua Hùng để dỗ tổ Hùng Vương. Cần Thơ, nơi hội tụ của văn minh sông nước Cửu Long.